mọi người nhé. Hôm nay là mời sự thật về Huyền nhé. Nhưng cho em giới thiệu bản thân em trước đi. Em đang làm công việc gì này? Em đang bóc trứng cho chị Hạnh và chị Yến để mang luôn. Huyền đang làm gì đấy? Em bóc trứng cho chị Hạnh và chị Yến làm bánh tráng ạ. Ok, để làm vào bếp đúng không? Vâng, Huyền ăn hết rồi. Rồi, câu trả lời, à câu hỏi đầu tiên. Họ và tên. Họ và tên có rõ không? Em chưa nghe thử nhưng mà chắc là rõ. Chết rồi, này là bữa em lại phải ăn rồi. Họ tên là Nguyễn Thu Huyền ạ. Sinh nhật, ngày sinh nhật 28 tháng 12 năm 1998 là ngày ra đời của một thiên thần. Quê quán? Quê quán miền Đông nước Anh. Em không dám nhận em, đâu em quê dưới mạnh đi. Đấy là... Không dám nhận quê Quang Hải đấy. Quê em ở đấy luôn ạ? Dạ. Quê nội quê ngoại em ở đấy luôn. Dạ. Okay. À quê ngoại em ở Bắc Ninh. Ok. Con Lai các bạn ạ. Con Lai. Đông Anh ở Sóc Sơn đúng không? Ở Đông Anh. Không, Đông Anh ở xa. À Đông Anh qua cầu Nhật Tân là đến Đông Anh. Đông Anh đi hết Đông Anh rồi. Đông Anh ở sân bay. Không, Sóc Sơn ở sân bay. Tình trạng quan hệ. Thật ra thì ai cũng biết rồi nhá. Đang dỗi người yêu ạ. Đang quan hệ. Lại sắp có một lượng lớn vào tài khoản. Bạn vào S Channel từ ngày nào? Chị bắt đầu được tính lương là từ ngày 1 tháng 5 năm 2019. Tức là làm từ tháng 4 chứ? Phải làm từ tháng 4. Không, từ tháng 5 chứ. Thế à? Cảm nhận ngày đầu tiên đi làm. Hồi hộp ạ. Lạc lõng. Không biết trời ra. Bây giờ chơi cả văn phòng rồi chị ạ. La liếm chiều một ai. Xong kiểu rất là ngáo, rất là như một con nhìn. Đâu, em ngủ nhiều trên con áo đâu. Thế á? Ui, lại vỡ lại phải ăn. Công việc trước khi vào làm ở S-Channel. Em đi học ạ. Tưởng làm người mẫu. Thỉnh thoảng. Người mẫu ảnh. Huyền có nguyên một mấy bộ ảnh cưới liền, các bạn cứ đón chờ nhé. Sắp cưới rồi. Công việc đầu tiên làm tại S-Channel. Ít nhiều ạ. Và câu hỏi thì đặc sắc hơn. Và hiện giờ thì bạn đang làm gì? Làm SUT, làm nhà nữa. Làm nhà. Kênh mở hàng chuyên mục mới của S Channel ạ. Nhiều chuyên mục như vậy thì bạn thích, cảm thấy thích nhất chuyên mục nào? Khó à, mỗi chuyên mục kiểu khác nhau ấy. Cái nào cũng không thích. Thế bạn thích chọn team UT hơn là team SU hơn? UT cả hai ạ. Không, chọn một đi. Em ơi, thảo mai thế, phải chọn một chứ. Chọn một đi. Hơn. Em nhịn thôi, em nhịn. Cái mầm, mầm sinh ra nơi nơi gắn bó rồi, vị trí hiện tại rồi. Cái tên ba người thân nhất bạn làm việc cùng mới ở trên này có thích kể hơn không? Chỉ ba người thôi, thân nhất đều ba người mới có mới khó. Đúng rồi, chỉ chọn ba thôi. Thế thì Vi Song Vi Anh. Vi Song Vi Anh và ba người. Thư với anh Đức có được mỗi người một nửa không? Thế không quý anh lại nữa không mà? Anh Quỳnh Lập chết chết cho em trả lời lại. Tôi có những các bạn chưa biết gì nhá, quay quay lại nhá. Coi như mình chưa trả lời nhá. Trả lời lại, cắt đi. Nhưng mà kề không có chuyện đúng cắt đúng không? Nhưng giờ vừa cắt, các bạn quên quên. Kể tên ba người thân nhất bạn làm việc cùng ở S-Channel. Em thân nhất là anh Hưng ạ, sau đấy Lopi, sau đấy Vi Anh ạ. Đúng một tin luôn. Bố của Thảo Mai ở đây. Nếu nghỉ ở S-Channel bạn sẽ làm gì? Tự nghĩ rồi anh. Đi bán quần áo à? Thế bảo có ý tưởng muốn mở shop quần áo. Em sẽ làm vợ. Chị đừng nói bí mật của em như thế. À, mình chưa nói gì các bạn nhé. Nếu kể cả em không nghỉ thì em vẫn làm mà. Lại còn nấu đồ ăn ít clean gì đấy đúng không? Đâu em lận, em nấu cho người yêu em rồi em nấu luôn cho thôi. Hay là đi bán đồ Trung Quốc. Đi bán đồ ăn Trung Quốc. Nhập khẩu đồ ăn. Không có cái đấy ạ. Thế đi chị. Hết rồi. Hết rồi à? Chán đi. Anh hỏi tiếp thẳng câu hỏi là nó sợ sâu xa, sâu sắc hơn. Sâu sắc hơn đấy. Cắt nhá. Em nghĩ gì về việc bóc trứng? Món ăn yêu thích của em là trứng luộc và gà rán và... Sao em không béo rồi? Chấm bún đậu mắm tôm. Gầy vãi hình như có 45 cân. Em đã ăn trứng chấm với bún đậu, em chấm với mắm tôm thôi. Đấy là hai phạm chủ khác nhau anh ạ. Anh ăn nó phải... Thế vì người ta gọi ăn nhưng nói chung là ăn nó phải đúng kiểu, ngon. Người tiếp theo anh muốn là bây giờ còn ăn nước ở trong nhà
Chính này bị vỡ rồi này, các chị không làm được này. Nó bóc được khoảng tầm 6 quả, nó ăn được 3 quả rồi. Mục đích được nhiều trứng để em ăn. Mình không biết là chị, sau... chị Yến ơi, cái Huyền nó ăn hết trứng của chị rồi. Bây giờ chỉ cần người dụng trứng thì mới có đủ trứng để mà em ăn. Em mới ăn có 2 quả thôi. Nó bóc 5 quả, nó ăn 2 quả. Nào, người tiếp theo bạn muốn trả lời một ra nào. Mộc Thảo. Mộc Thảo mất tích rồi. Mộc Thảo ạ. Mô Thảo đi về. Xong đi anh trả lời chưa chị? Rồi. Xong đi anh rồi. Đi rồi, thôi rồi. Thế ạ. Các bạn rất là yêu quý em. Em có muốn gửi lời nhắn nhủ gì đến các bạn không nè? Các bạn hãy sâu sắc, đăng ký. Gần gần lại đây. Các bạn đừng quên đăng ký Ad New. Đừng quên đăng ký kênh của Kèn Kèn. Để Kèn Kèn có nhiều tiền cho bọn mình ăn. Thế là yêu các bạn nhiều nhé. Rồi. Ok. Rồi rồi, ok ok. Rồi cái kết thật là ăn nhạm của ba người. Để chúng tôi làm thăm rất đơn giản, chỉ cần quay lại màn hình thôi. Rồi, ok. Ủa, thăm nữa gì ạ? Bye.